Ý nghĩa những con số trên đồ nhựa. Bạn có bao giờ tự hỏi ký hiệu hình tam giác và con số ghi trong đó ở trên các đồ nhựa có ý nghĩa là gì không? Trên thực tế, rất ít người quan tâm tới ý nghĩa của nó, nhưng chúng lại rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Ký hiệu này được gọi là mã nhận diện nhựa, Resin Identification Code, RIC, do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ASTM ban hành. Chúng bao gồm có 7 con số, từ số 1 tới số 7 và được hiển thị trong hình tam giác. Mỗi con số được biểu thị cho một ý nghĩa khác nhau. Đó chính là ký hiệu số mô tả loại nhựa cấu thành nên đồ nhựa đó. Đầu tiên là mã số 1. Điều này có nghĩa là đồ nhựa này được làm từ vật liệu PET, polyethylene terephthalate. PET là loại nhựa nổi tiếng và quen thuộc nhất trong họ nhựa polymer. Chúng thường được sản xuất loại vải không nhăn polyester, thảm hay vải bạc. Ngoài ra, PET còn được chế tạo thành bao bì đóng gói thực phẩm và đồ uống, ví dụ như chai soda, nước trái cây, chai tương ớt, bia, rượu hay nước súc miệng. Loại vật liệu này có khả năng tạo rào cản ngăn giữa chất lỏng và môi trường bên ngoài, nhờ đó ngăn không khí xâm nhập vào thức ăn và đồ uống. Loại nhựa này có thể chịu được nhiệt độ thấp nên có thể bỏ vào tủ lạnh, cả ngăn mát lẫn ngăn đông. PET là một dạng chất dẻo khá an toàn, nhưng đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi để vật liệu PET tiếp xúc với nhiệt độ cao, nó có thể giải phóng các hoạt chất như antimony và phthalate. Những chất này gây ra hiện tượng kích ứng da, sảy thai và thậm chí cả ung thư. Mã số 1 mang hàm ý đây là những chai nhựa có thể tái sử dụng, nhưng tốt nhất là không nên sử dụng lại nhiều lần. Vì bản chất của nó là khó được làm sạch, dễ tích tụ vi khuẩn, và khi sử dụng, bạn phải đặc biệt chú ý là nên để nó tránh xa các nơi có nhiệt độ cao, chẳng hạn như nơi bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào hoặc bỏ vào lò vi sóng. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 có nghĩa là đồ nhựa này được làm từ vật liệu HDPE, High Density Polyethylene. HDPE có nghĩa là nhựa dẻo mật độ cao. Loại nhựa này có màu đục, bề mặt nhẵn nên ít bị vi khuẩn tích tụ. Vì vậy, đây là loại nhựa an toàn để sử dụng lại nhiều lần. HDPE được sử dụng để chế tạo các loại bình sữa, nước trái cây, hộp ngũ cốc. Tuy nhiên, các bình nhựa HDPE cũng không thể chịu được nhiệt độ quá cao. Vì vậy, khi sử dụng, nên tránh bỏ nó vào lò vi sóng. Kế tiếp là mã số 3. Mã số 3 có nghĩa là đồ nhựa này được làm từ vật liệu PVC, polyvinyl chloride. Đây là loại nhựa phổ biến do có giá thành sản xuất rẻ và độ dẻo cao. Bạn có thể thấy loại nhựa này ở các vật dụng như chai xà phòng, đồ chơi, ống nước, áo mưa, vỏ dây điện, túi, khăn trải bàn. Trong PVC có chứa hoặc ứ động một số chất độc như BPA, phthalate, chì, dioxin, thủy ngân và cadimi. Đây đều là những chất độc có thể gây ra ung thư hoặc thay đổi hormone giới tính ở người. Vì thế, chúng ta không nên dùng các sản phẩm được làm từ PVC để đựng thức ăn nóng và đun nấu. Tuy có chứa nhiều chất độc, nhưng nó vẫn được sử dụng để làm màng bọc thực phẩm và thiết bị y tế do có giá thành rẻ. Hiện tại, đã có nhiều nước bắt đầu tẩy chay loại nhựa này. Vì vậy, các bạn nên chú ý không nên mua đồ chơi cho con nếu thấy mã số 3 này trên món đồ đó. Tiếp đến là mã số 4. Mã số 4 có nghĩa là đồ nhựa này được làm từ vật liệu LDPE, Low Density Polyethylene, là loại nhựa polyethylene nhưng có mật độ thấp hơn so với HDPE. Tuy nhiên, nó vẫn giữ được các đặc tính dẻo dai và chống ẩm tốt. LDPE được sử dụng trong sản xuất hộp mì ăn liền, vỏ bánh kẹo và thực phẩm đông lạnh. Đây là loại nhựa an toàn với sức khỏe con người, nhưng không nên cho vào lò vi sóng để hâm hoặc nấu vì nó có thể sẽ giải phóng hóa chất gây hại cho sức khỏe. Mã số 5 có nghĩa là đồ nhựa này được làm từ vật liệu PP, polypropylene. PP là loại nhựa màu trắng hoặc gần như trong suốt, thường được dùng để làm hộp đựng sữa chua, hộp thực phẩm, cốc đựng cà phê. Chất này bền, nhẹ và có thể chịu được nhiệt độ tới 167 độ C. Đây là loại nhựa an toàn cho thực phẩm, đồ uống và có thể tái sử dụng nhiều lần. Mã số 6 có nghĩa là đồ nhựa này được làm từ vật liệu PS, polystyrene, là loại nhựa rẻ, nhẹ
và được dùng làm khay đựng trứng, hộp hoặc đĩa đựng đồ ăn dùng một lần, ly uống nước dùng một lần. Ngoài ra, nhựa PS cũng hay xuất hiện trên bao bì đựng thực phẩm và mũ bảo hiểm. Đây chắc chắn không phải là loại nhựa an toàn để tái sử dụng. Hoặc thậm chí, chúng có thể sinh ra chất độc khi gặp nhiệt độ cao như lò vi sóng. Ngoài ra, những hộp làm bằng PS cũng không được đựng đồ ăn có chất axit mạnh và chất kiềm mạnh. Chính vì vậy, loại nhựa này không được phép dùng để đựng đồ ăn thức uống trong thời gian dài. Cuối cùng là mã số 7 hoặc không có mã số nào. Mã số 7 là những loại nhựa còn lại, nhưng phổ biến nhất là nhựa PC, polycarbonate. Loại nhựa này được sử dụng để sản xuất các chai nước lớn, thùng đựng thực phẩm. Những loại nhựa có mã số 7 không nên được tái sử dụng cho thực phẩm và đồ uống. Chúng có chứa chất BPA, là một hợp chất hóa học có thể gây vô sinh, tiểu đường và ung thư. Ngoài những mã số được nêu ở trên, những đồ nhựa dùng cho thực phẩm và đồ uống còn có thể có thêm những ký hiệu thông dụng sau. Ký hiệu lò vi sóng hoặc ghi chữ Microwave Safe có nghĩa là sử dụng được trong lò vi sóng. Ký hiệu cái ly và cái nĩa có nghĩa là an toàn khi đựng thực phẩm. Ký hiệu hình bông tuyết có nghĩa là sử dụng được trong tủ đông. Ký hiệu BPA Free có nghĩa là không chứa chất BPA, một chất gây ung thư và vô sinh. Ký hiệu hình cái đĩa được xịt nước có nghĩa là sử dụng được trong máy rửa chén. Đó là những thông tin của những ký hiệu trên đồ dùng nhựa. Hy vọng với những thông tin này, các bạn sẽ biết chọn lựa và sử dụng loại nhựa an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người thân. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác về giáo dục.